Là người Việt Nam, chúng tôi tự hào là một trong số ít quốc gia trên thế giới có 3.260 km đường bờ biển trải suốt chiều dài đất nước. Lựa chọn lĩnh vực dịch vụ hàng hải, tổng công ty chúng tôi bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa tàu và dịch vụ kỹ thuật biển đẹp, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật hàng hải Thái Bình Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hải Thảo Nguyên. Công ty Naisu là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hàng hải như sửa chữa tàu, kết cấu công trình nổi, công việc lặn khảo sát, vệ sinh và sửa chữa dưới nước. Công ty kỹ thuật hàng hải Thái Bình Dương tập trung vào cung ứng vật tư kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa cho tàu. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hải Thảo Nguyên chuyên về mảng cung cấp thực phẩm cho tàu và dịch vụ ăn uống tại chỗ. Tổng công ty có hai văn phòng chính tọa lạc tại các thành phố có cảng biển lớn nhất ở Việt Nam là thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Hải Phòng có địa chỉ là Thửa 9, khu đô thị mới Đăng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam. Văn phòng Hồ Chí Minh ở số 33, đường số 3, KP2, Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, tổng công ty còn có nhà xưởng với hơn 2.000 m2 tại địa chỉ Thửa 111 tại khu Vườn Hồng, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại nhà xưởng, với các trang thiết bị tiên tiến chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu các công việc liên quan tới sửa chữa, sắt hàn, cứu sinh, cứu hỏa. Tại tổng công ty có hơn 100 nhân viên với phong cách làm việc chuyên nghiệp, trình độ kỹ thuật tay nghề cao, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề hàng hải, luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 để đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe nhất của các đội tàu trong và ngoài nước. Với những yêu cầu cao về chất lượng kỹ thuật để đảm bảo an toàn sinh mạng con người trên biển, cùng chiến lược phát triển đưa ngành hàng hải Việt Nam lên tầm quốc tế. Công ty chúng tôi sở hữu trong tay các chứng chỉ lớn và chất lượng, chứng nhận ISO 9001, chứng chỉ lặn đăng kiểm lớn trong IAGS, Lloyd, NK, RINA, BV, ABS, DNV, KO, đăng kiểm Việt Nam, VR, chứng chỉ cứu sinh cứu hỏa đăng kiểm lớn trong IAGS, Lloyd, NK, RINA, BV, ABS, KO, chứng chỉ hàn Lloyd, NK, chứng nhận cờ Panama, chứng nhận nhà sản xuất Ningbo Ocean FOV Bosman Manufacturing Company Ltd, Ningbo News Marine Life Saving Equipment Company Ltd, Ningbo Zhangdong Ruanxi. Với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hải uy tín trong và ngoài nước, chúng tôi luôn chú trọng phát triển vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu. Với phương châm chất lượng hàng đầu, đạt tiến độ và an toàn, công ty không ngừng cải thiện và bảo dưỡng chất lượng trang thiết bị, xem chất lượng an toàn là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố văn hóa của doanh nghiệp. Thực hiện sứ mệnh, sự hài lòng của khách hàng là thước đo sự tồn tại và phát triển của công ty. Trong đó, nhân tố con người là nhân tố quyết định. Chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn. Đồng thời, tạo môi trường làm việc thân thiện, nhân văn để mỗi nhân viên công ty là một hạt mầm sáng tạo, phát huy năng lực và tinh thần làm việc tích cực hiệu quả, để công ty trở thành ngôi nhà chung thứ hai của mỗi thành viên.
Song với việc bồi dưỡng nội lực là mở rộng liên kết liên doanh, chúng tôi tự hào giới thiệu những tổ chức, công ty uy tín trong lĩnh vực hàng hải là đối tác thân thiết của công ty. Hãng tàu Torians and Company in Bangkok Ltd, Epic Ship Management PGE Ltd, Chunjang Ship Management SDN BXD, Chongga Ship Management Ltd, Siam Lucky Maris Company Ltd, PT Pilarens and Dallas Batra Baruna, Colombia Ship Management Ltd, Giang Minh Maris Transport Corporation. Tại thời điểm này, công ty đã thực hiện rất nhiều dự án với các tàu trong và ngoài nước. Đến với công ty chúng tôi là đến với trải nghiệm, uy tín, chất lượng, hiệu quả vì một ngành hàng hải Việt Nam vươn mình ra biển lớn.